Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Cái chủ đề video vlog điện thoại ngày hôm nay của chúng ta đó là những cái điều cần làm trước khi mua và bán điện thoại, và khi nào thì chúng ta nên bán cái điện thoại cũ mà chúng ta đang sử dụng đi, và khi nào thì chúng ta nên lên đời một cái sản phẩm mới. Và mình cũng sẽ đưa ra cho các bạn tất cả những cái lưu ý trước khi các bạn bán điện thoại cũ cũng như là trước khi các bạn đi mua điện thoại mới nhé. Đấy. Và nếu mà các bạn xem xong hết video này, các bạn cảm thấy rằng là video của mình thực sự mang lại một cái giá trị nào đó cho các bạn, thì các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Với cá nhân mình thì mình thấy là sẽ có hai loại người chúng ta nâng cấp lên điện thoại mới. Thứ nhất, đó là người mà không cần phải quan tâm đến tiền, chúng ta chỉ cần quan tâm đến việc là cái điện thoại mới này ra mắt là chúng ta mua thôi. Kể cả cái chiếc điện thoại cũ của chúng ta chưa lỗi thời nhưng chúng ta vẫn bán nó đi để mà lên đời một cái chiếc điện thoại mới. Đấy, ví dụ như là bạn đang dùng một iPhone 11 Pro Max chẳng hạn. Đấy, cái chiếc điện thoại này thì nó vẫn đang còn rất là tốt đúng không? Nhưng mà khi mà iPhone ra mắt iPhone 12 Pro Max, bạn lên đời luôn, bất chấp là việc cái iPhone 11 Pro Max đó vẫn đang còn dùng tốt. Đấy, thì những người đó là những người có tiền. Hay đơn giản, ví dụ như bây giờ bạn đang sử dụng một cái Samsung Galaxy S20 Ultra, nó đang rất là tốt. Đấy, bạn cảm thấy rằng là S21 Ultra nó ngon hơn nhiều. Đấy, thì bạn lên đời cái Galaxy S21 Ultra đó và không cần phải quan tâm đến việc là cái S21 Ultra nó còn dùng tốt hay không. Đấy, thì đấy là loại người đầu tiên. Loại người thứ hai liên quan đến việc là cái điện thoại cũ của chúng ta nó không sử dụng tốt được nữa rồi và chúng ta bắt buộc phải nâng cấp lên một cái điện thoại mới, hay là đơn giản là điện thoại cũ của chúng ta nó bị ăn cắp chẳng hạn, hay là bị nó hỏng mà bắt buộc trường hợp bất khả kháng chúng ta phải nâng cấp lên, thì chúng ta sẽ nâng cấp lên thôi. Ví dụ như cái điện thoại mà không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, ví dụ như là như thế nào, ví dụ như là bộ nhớ trong nó liên tục báo đầy. Mình nói thật chứ bộ nhớ trong liên tục báo đầy thì các bạn sẽ xử lý bằng cách là chúng ta cứ xóa đi, xóa dần. Nhưng mà mình thấy là xóa thế được khoảng một vài lần đầu thôi chúng ta cảm thấy bình thường thôi, chứ bắt đầu xóa đến lần thứ 10 thôi thì chắc là thôi bán đi là vừa, đúng nào. Đấy, hay là cái hiệu năng của nó bị kém, nó không đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng của chúng ta nữa. Ví dụ bạn có nhu cầu là chơi game chẳng hạn, hiệu năng của nó bây giờ không chơi được cái game mà bạn thích nữa rồi, hay là bạn chỉ cần nhu cầu cơ bản thôi nhưng mà sử dụng nhu cầu cơ bản lướt web hay YouTube nó vẫn bị lag và giật, thì như thế là không thể chấp nhận được rồi, đúng nào. Hay là đơn giản là cái điện thoại của bạn không được update lên một phần mềm mới nữa, không update lên phiên bản Android mới, hay không update lên phiên bản iOS mới, mà cái ứng dụng mà bạn muốn ấy, nó lại cần cái phiên bản iOS cao hơn hay cần phiên bản Android cao hơn thì nó mới tương thích được, thì bắt buộc chúng ta phải bán. Hay là cái camera của nó không đáp ứng được nhu cầu thì chúng ta cũng phải bán thôi. Ví dụ như bạn làm sale về nội thất chẳng hạn, hay là bạn làm sale về bất động sản chẳng hạn, bạn cần có một cái điện thoại chụp ảnh camera góc rộng chẳng hạn, nhưng mà cái điện thoại của bạn bây giờ nó không có nữa. Đấy, thì chúng ta có thể thay lên một cái điện thoại mới chẳng hạn, từ kiểu như vậy. Đấy, còn ví dụ như với trường hợp là tất cả mọi thứ khác của bạn đang ok nhưng mà pin của nó yếu, thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết là phải nên thay điện thoại mới đâu, mà mình chỉ cần thay một cái viên pin là đủ rồi. Tại sao lại như thế? Tại vì là ví dụ như là bộ nhớ trong mà kém nhé, bạn không thể nào update bộ nhớ trong lên được đúng không? Không thể độ lên được đúng không? Không thể thay thế nó cũng chả thấy có vấn đề gì đúng không nào? Đấy, rồi là RAM cũng thế, cũng không độ được, cũng không ấy được. Hay là cái chip cũng vậy, hiệu năng đấy. Đấy, hay là cái camera cũng thế, chỉ có pin thôi, chúng ta có thể thay thế được một cách rất là dễ dàng. Đấy, thì pin chúng ta có thể thay vì việc là bán điện thoại đi. Tiếp tục nữa nào. Khi mà chúng ta bán điện thoại đi thì chúng ta phải chú ý những điều gì? Đấy, đó là chúng ta phải chú ý là sao lưu dữ liệu rồi đã, rõ ràng rồi. Chúng ta bán điện thoại đi chúng ta phải sao lưu dữ liệu, chứ không chẳng lẽ sau này chúng ta cài đặt lại từ đầu, nó rất mất thời gian luôn, đúng nào. Rồi chúng ta nhớ là đăng xuất tài khoản Google ra nhé, đăng xuất tài khoản Google, đăng xuất tài khoản Facebook các thứ ra. Nhưng mà nhiều bạn thì nói là thôi, thế mà gọi là đăng xuất như thế thì sao không khôi phục cài đặt gốc cho nó nhanh. Bởi vì đôi khi là khôi phục cài đặt gốc ấy, có thể là cái người ta mua điện thoại của bạn ấy, lúc mà khởi động lên nó lại bắt đăng nhập vào tài khoản Google thì sao, nên như thế nó rất mất thời gian, nên thôi tốt nhất là cứ đăng xuất hết tất cả các tài khoản ra, xong sau đó thì khôi phục cài đặt gốc một thể. Đấy, rồi chúng ta sẽ nhớ là phải tháo SIM hoặc là thẻ nhớ ra nhé, nghĩa là nếu mà điện thoại của bạn có thẻ nhớ thì cũng nên tháo thẻ nhớ ra. Đấy, hay là tháo SIM ra, bởi vì mình thấy là nhiều khi là bản thân mình như này, lúc mà bán điện thoại cho chị mình đây vẫn để cái thẻ nhớ ở đấy luôn. Đấy, trong cái đó thì bao nhiêu ảnh nhớ các thứ là vẫn ở trong đấy hết. Đấy, nhưng cũng may là bán cho người nhà. Đấy, kiểu như vậy. Hay là đơn giản là quên mất không tháo. SIM thì chắc là chả bao giờ quên đâu, nhưng mà nhiều khi là có nhiều bạn là sử dụng hai điện thoại, là các bạn bán điện thoại này đi chẳng hạn, SIM vẫn đang lắp ở trong này nhưng mà quên không tháo rồi đấy. Thì chúng ta cũng cần chú ý. Và trước khi bán đi thì chúng ta cũng nên lau chùi sạch sẽ điện thoại.
để làm gì? Thì thứ nhất là cũng cảm ơn nó trong cái thời gian mà nó đã đồng hành cùng chúng ta, đúng không? Trước khi em nó đi cũng phải cho em nó sạch sẽ một tí. Và thứ hai nữa là cũng khiến cho người mua, người ta cảm thấy hài lòng đấy, người ta mua một chiếc điện thoại mà đã được lau chùi cái thứ sạch sẽ rồi thì người ta cũng cảm thấy nó hài lòng hơn. Rồi thế vậy thì khi mà chúng ta bán điện thoại cũ đi xong rồi, chúng ta mua một cái điện thoại mới, chúng ta cần phải chú ý những cái gì? Thì với cá nhân mình thì mình nghĩ là đầu tiên là chúng ta tiết kiệm được đồng nào chúng ta hay đồng đó, đúng nào? Nghĩa là nếu bây giờ bạn mua điện thoại mà bạn được rẻ hơn, bạn được khuyến mại nhiều hơn thì rõ ràng rồi, tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đấy. Giả sử như bây giờ mình có tham khảo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G tại Cellphones đấy, thì cái giá niêm yết nhá là khoảng gần 31 triệu, chính xác ra là 30.990.000 đồng đấy. Tuy nhiên này, các bạn chú ý này, nếu các bạn mua hàng tại Cellphones thì các bạn thậm chí lại còn được tặng một phiếu mua hàng trị giá là 6 triệu rưỡi nữa. Nghĩa là tự nhiên chúng ta rẻ được hơn 6 triệu rưỡi rồi. Đấy là còn chưa kể là nếu mà bạn không quá ngại hàng cũ mà cái hàng mới chỉ kích hoạt lên được có mấy ngày thôi, thì bạn có thể tham khảo qua một cái con Galaxy S21 Ultra này. Tại sao Cellphones họ cũng đang bán với mức giá là khoảng 22.990.000 đồng. Đấy, chúng ta tiết kiệm nó rất nhiều tiền rồi, đúng nào? Mà người ta cũng chỉ mới chỉ sử dụng nó gọi là hàng siêu lướt đấy. Hay là ví dụ như là Galaxy S21 Plus chẳng hạn, thì Cellphones cái giá niêm yết nhá thì là khoảng gần 26 triệu đấy, nhưng mà nếu các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng cái phiếu mua hàng trị giá là 6 triệu, tự nhiên là rẻ được đi 6 triệu so với những cửa hàng khác thì tội gì, đúng không nào? Đấy, đấy là còn chưa kể là nếu mà không ngại hàng cũ thì mua cái hàng mà kích hoạt ngày 31 tháng 1 ấy, nghĩa là cũng khoảng gần tháng thôi, thì còn khoảng hơn 18 triệu thôi. Đấy, thì đấy cũng là cái mà anh em cần chú ý. Đấy là còn chưa kể là nếu mà các bạn lên đời sản phẩm chẳng hạn thì họ cũng sẽ hỗ trợ lên đời sản phẩm trợ giá tới tận là 5 triệu đồng. Đấy, rồi nó tặng những phụ kiện thông minh của Samsung nữa. Đây là những cái chính sách mà mình nghĩ là chúng ta rất nên để ý tới. Nghĩa là ngoài cái việc là để ý xem là cửa hàng đó có hỗ trợ giá nó tốt hay không, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến việc là cái cửa hàng đó có cái trình thu cũ đổi mới không, để chúng ta bán lại cái máy cũ cho nó nhanh, thay vì việc là bán lại cái máy cũ đó cho những người ở trên mạng, đúng không nào? Sau khi chúng ta mua điện thoại xong rồi thì làm cách nào để cho điện thoại nó sau này nó bán lại được tốt nhất ấy. Đấy, thì nghĩa là sau khi chúng ta mua điện thoại mới về rồi thì mình nghĩ là đầu tiên là chúng ta nên mua một cái ốp lưng. Đấy, ốp lưng thì ít nhất là, ví dụ như ốp lưng có sẵn thì không nói làm gì nhá, nhưng bây giờ với trường hợp của Galaxy S21 Plus và S21 Ultra là bây giờ là nó bỏ hết đi ốp lưng rồi. Đấy, nó bỏ hết đi ốp lưng rồi. Các bạn nên mua thêm ốp lưng để mà ít nhất là chống va đập được tốt hơn. Đấy, đấy là mình nói thật. Đấy, dán ấy, dán màn hình ấy thì ok, cường lực thì có thể là mình nghĩ là các bạn cũng không nên cần phải dán cường lực đâu, bởi vì dán cường lực nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm vút chạm, nó sẽ không tốt bằng. Tất nhiên là mình không nói là dán cường lực là xấu nhá, nó sẽ không tốt bằng thôi. Và cái thực ra là bây giờ hầu hết các cái ốp ấy nó cũng đều có cái phần viền này cao hơn cái phần màn hình này rồi, nên là khi mà chúng ta sử dụng cái ốp lưng ấy thì nó cũng đã bảo vệ rất là tốt rồi, không nhất thiết phải cần kính cường lực chúng ta. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên có một cái miếng dán màn hình mỏng ở bên ngoài để chống xước nó tốt hơn. Đấy, thì cái việc là ở sau này chúng ta bán lại thì người ta bóc cái ốp lưng này ra, hay là người ta bóc cái miếng dán màn hình ra, người ta nhìn điện thoại như mới tinh ấy, thì người ta cũng sẽ có thiện cảm hơn, các bạn sẽ dễ bán hơn đấy, và bán lại nó sẽ được giá hơn. Đây, ví dụ như con này của mình ạ, bây giờ mình chỉ cần lau đi như này thôi là nhìn lại bóng loáng luôn, như mới luôn này. Cũng cần phải chú ý đó là nếu mua điện thoại cũ về thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, mua điện thoại mới về thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là mình toàn có cất cái hộp đi thôi, ví dụ cất cái hộp nó ở trong tủ ấy, để sau này giả sử như mình có bán điện thoại thì thôi mình để lại luôn cho người ta cái hộp đấy, để biết là đấy nhá, tôi vẫn còn bán, tôi vẫn giữ hộp kia cái thứ này đấy, để ông biết là tôi cẩn thận như nào, rồi là tôi quan tâm đến điện thoại như nào. Đấy, mặc dù là bây giờ cái hộp của Samsung Galaxy S21 Plus và S21 Ultra nó chả có gì cả đâu, giữ thì cũng chỉ là giữ cái đống giấy thôi, nhưng mà về cơ bản là giữ lại được hộp, và đặc biệt là đối với những cái điện thoại mà nó có phụ kiện ở bên trong thì chúng ta sẽ tương đối là bán lại là sẽ giữ giá hơn một tí. Đấy, thì đấy là cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ thêm cho các bạn trong cái việc là khi nào thì chúng ta bán điện thoại này. Đấy, xong rồi bán điện thoại thì mua lên một cái điện thoại mới thì chúng ta cần phải chú ý những cái gì này. Đấy, và tiếp tục nữa đó là khi mà chúng ta mua một cái điện thoại mới về thì làm cách nào để sau này khi chúng ta sử dụng nó xong chúng ta lại bán nó lại tiếp thì nó được giữ giá tốt nhất. Đấy, thì các bạn cảm thấy sao về cái video này của mình, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin về Samsung Galaxy S21, S21 Plus và S21 Ultra như thế nào và chương trình nâng đời thu cũ đổi mới ra sao, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Cellphones. Còn bây giờ thì chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau. Bye bye.